Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cá Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Đây là một con cá la hán khách mới đổi, đổi lấy cá rồng này, mình mới thả vô hồ luôn. Con này size cũng khá to nha, đầu cũng tương đối rồi chứ không có to lắm. Bữa nay có dịp làm hồ, mình là một cái hồ cũng nhỏ thôi. Đây, với video này thì mình chia sẻ cách mà mình ngăn một cái vách lọc, và mình sẽ dán đề can lên cái vách ngăn lọc đó. Đây, nếu như thế này, nếu mình dán vô thì cái ngăn này nếu mình nhìn thấy qua thì nó xấu quá, do đó mình sẽ dán một miếng đề can lên theo yêu cầu của một số bạn mấy bữa nay có nhắn tin với mình. Và cách mình thường làm như sau: nếu mà mình dán miếng đề can như bình thường như ở ngoài á, thì mình vô nước một thời gian thì nó sẽ bị chốc miếng đề can ra. Mình thường làm cái cách này thì cái miếng đề can mình nó sẽ không bị chốc. Và cách thứ hai á, thì mình sẽ bả một lớp keo đen vô. Đây, mình xin chia sẻ từng cách riêng luôn nha. Đối với cách bả keo đen á, thì mình làm như sau. Cái này chai keo này mình xài cũng lâu rồi nên nó bị đóng nguyên cái cục keo ở đây, nguyên cái đầu luôn. Đây, cái này mình chỉ thị phạm cho anh em nào chưa biết cách thì mình thường làm hay theo cách này nha. Đây, đối với bả keo thì mình nên sử dụng cái keo Apollo A200. Mình bắn vô miếng kiến, hoặc Apollo A500 nha. Cái này mình không có xài, mình không có mua keo đó. Mình có sẵn một cái chai keo đen A300 nên mình làm thị phạm cho anh em xem. Cái này mình bắn mấy cái đường mà nó hơi sát vô một tí. Cái này mình vừa cầm miếng kiến lên với lại mình vừa để trên đây bắn thì nó không có ngay. Mình bắn đều miếng kiến hết, rồi sau đó mình sử dụng một miếng mũ cứng hoặc mấy cái miếng gì của thợ hồ, mấy cái miếng chà gòn hay gì đó, mình kéo đều lên. Đây, không, anh em kéo đều qua, kéo qua kéo lại 2-3 đường là nó bít cái mặt kiến của mình. Đối với cái hồ ở chơ mình đang làm đây thì mình sẽ chỉ dùng đề can thôi. Đây, mình sẽ làm giáp miếng kiến. Mà đối với cái những tấm kiến lớn á, mình sử dụng keo A300 mà mình làm sẽ không có khô kịp nha. Nói chung là nó lầy lầy nhìn khó chịu lắm. Với lại cái mặt bên đây nó màu của nó không có đen mùng mà nó giống như nó xám xám vậy đó. Với lại cái chỗ này mình kéo một hơi nó nhìn nó xấu lắm. Mình đã thử rồi. Thường là anh em nên sử dụng keo Apollo A200 hoặc keo A500 để bả keo. Còn đối với cái cách dán đề can thì mình thường áp dụng nhất. Đối với cách dán đề can thì mình sẽ dán cái miếng đề can đây trước.
Đây, sau khi dán mấy đề can đen lên thì nó như thế này đây. Sau đó mình sẽ cắt vô nha. Cắt vô cặp theo miếng kiến nè, 5 ly. Đều hết. Cái này cũng khá dễ thôi, mình để cây thước lên mình cắt thôi. Mục đích của việc cắt này thì sau đó mình dán vô thì cái miếng đề canh nó sẽ dính chắc hơn. Còn nếu không cắt thì mình dán một thời gian thì nó sẽ bị chóc ra. Cái này mình cũng áp dụng đã nhiều lần rồi, mình thấy cũng ok lắm nha. Đây, cắt đều hết. Cái này cũng dễ, anh em chỉ cần canh vô độ cỡ 3 đến 5 ly là được. Có hơn chút xíu cũng không sao, nhưng mà mình đừng có cắt lớn quá. Lớn quá nhìn nó xấu. Giờ mình để cái máy quay nó ở trong đây nên hơi khó làm nha. Nè, anh em cứ sử dụng dao gọt giấy là cắt ok luôn. Bữa nay do cũng trời hơi tối nên mình sử dụng đèn lát điện thoại nên nó hơi chói. Cái này mục đích của việc cắt này là mình dán keo nó sẽ chồng lên cái miếng kiến này nè. Sau đó nó sẽ chồng qua miếng đề can luôn. Lúc đó miếng đề can sẽ dính chắc hơn. Còn nếu mình không cắt thì mình dán nó chỉ dính lên miếng đề can thôi. Miếng kiến này nó sẽ ít dính vô cái thành hộp. Rồi lúc đó miếng đề can nó sẽ dễ bị chóc hơn. Còn đối với cái này thì mình chỉ cần o theo thôi. Mấy vị trí này vẫn cắt luôn nha. Qua đây là miếng kiến mình đã cắt xong, đều vô cỡ tầm 3 đến 5 ly. Đây, vòng hết luôn. Ngay cả vị trí của cái ống nước ra luôn nha. Cái hồ này chỉ có hút mặt không à, không có hút đáy. Cái này mình làm hút mặt bằng oxy nha. Ở đây mình sử dụng một miếng lưới inox này. Lưới này mua ngoài tiệm cũng rẻ rồi. Và sau đây mình sẽ dán cái miếng kiến vô cho anh em xem nha. Cái này mình sử dụng keo trong nha. Anh em có thể sử dụng keo đen cũng được. Ở phía sau mình tối giản hết một miếng kiến ngăn nha, mình chỉ sử dụng có một miếng, thông thường là hai miếng. Cái này mình sử dụng máy oxy nên mình chỉ làm có một miếng thôi. Rồi sau đó mình sẽ bắn keo lên cái đường này, lúc đó mình sẽ vuốt keo lên, lúc đó keo nó sẽ chồng lên cái miếng đề can luôn. Lúc đó miếng đề canh là mình sẽ lâu nó sẽ không bị nước vô trong đây. Rồi mình sẽ bắn luôn. Này keo nó muốn hết rồi.
Đây xong, mình đã hoàn thành cái bể nha. Ở trên đây mình vẫn có bắn keo bình thường nha mọi người. Bắn keo xong mình vuốt nhẹ thôi. Rồi lúc đó keo nó sẽ vừa dính lên miếng kiến, vừa chồng qua cái miếng đề can này. Và cái lớp keo bên đây nè, mình bắn mình vuốt lên nó sẽ dính được 2 mí, nó sẽ đẹp hơn nha. À, đó là cách mình hay sử dụng đối với những cái hồ có cái vách ngăn như thế này. Rồi sau đó mình sẽ dán một cái miếng đề can phía sau nữa. Lúc đó mình sẽ không thấy được cái ngăn lọc. Tùy theo anh em thích màu gì. Nếu mà mình thích màu trắng, mình có thể dán miếng này màu trắng luôn. Và dán cái vách phía sau màu trắng luôn. Rồi anh em nào có cái cách nào hay hơn hoặc có cái kỹ thuật nào tốt hơn thì có thể chia sẻ bên dưới cho mọi người cùng học hỏi nha. Cái này là cái cách của mình thường áp dụng, mình chia sẻ cho mọi người xem. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.